Ngày 14 tháng 4 năm 2015, tại trường Trung học cơ sở Mạo Khê 2, ba trường Trung học cơ sở khu vực Mạo Khê và trường Trung học cơ sở Kim Sơn đã tương bừng tổ chức ngày hội đọc sách năm 2015 với chủ đề Tự hào đất mỏ Quảng Ninh. Các hoạt động trong ngày hội nhằm giáo dục học sinh đọc sách cũng như trân trọng giữ gìn và bảo vệ sách để phong trào đọc sách được duy trì và phát triển, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Trong ngày hội, các em học sinh đã cùng tìm hiểu sâu về văn hóa đọc, nghệ thuật đọc sách, về truyền thống lịch sử cách mạng của Quảng Ninh, đặc biệt là nhận diện giá trị xanh của Quảng Ninh để cùng hành động thân thiện bảo vệ môi trường với nụ cười Hạ Long. Trong ngày hội đọc sách, có những nét ngộ nghĩnh đáng yêu qua phần vào vai diễn các nhân vật của học sinh để thể hiện hiểu biết về truyền thống quê hương đã tìm hiểu được trong sách vở. Các thầy cô giáo cùng cha mẹ học sinh các trường đã thể hiện tài năng sắp xếp sách và cùng nội dung thuyết trình giới thiệu sách với ý tưởng thật giản dị song chứa đựng đầy ý nghĩa. Ngày hội đọc sách là hoạt động thường niên của các trường ở Đông Triều, đã tạo được phong trào đọc sách trong nhà trường nhằm thúc đẩy các hoạt động văn hóa lành mạnh, thu hút đông đảo giáo viên, học sinh và cộng đồng cùng tham gia.